Chào tất cả mọi người mình là Ánh Dương đây, chúc mọi người thật vui vẻ và thư giãn khi xem video của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi những video mới nhất của mình nhé, yêu mọi người. Một lúc sau, mọi người nhanh chóng rời đi ăn sáng. Trên bàn ăn, Diệp Lạc Giao nhìn quanh không thấy lục bác đâu thầm nghĩ, chị Đồng Hân muốn dẫn người ta đi ly hôn luôn nhỉ. Thật là quả quyết, cậu lại liếc mắt nhìn thấy đoàn hạo nghiêm tâm trạng đã phấn chấn trở lại nghĩ, bây giờ sức ăn của anh đoàn đã hồi phục rồi, xem ra đã bước ra khỏi bóng ma thất tình rồi ha rõ ràng buổi sáng còn bày ra vẻ mặt không thiết sống nữa giờ đã hồi phục lại rồi đúng là vô thường mà hoắc yến và tần diệu đều liếc nhìn về phía đoàn hạo nghiêm hoắc yến nhìn đoàn hạo nghiêm hỏi sáng nay có vẻ khẩu vị của thầy đoàn tốt nhỉ tối qua chưa ăn no sao diệp lạc giao vui vẻ nghĩ ha ha thật là anh hai có phải anh hơi bị thù dai rồi không tống chết hàm chợt nhớ đến hình tượng bản thân khuyên giải dù sao thì hôm qua tâm trạng của anh đoàn không tốt mà bây giờ tâm trạng đã tốt lên đương nhiên sẽ ăn nhiều đoàn hạo nghiêm tức giận chừng hoắc yến rồi quay sang nhìn Tống Chiết Hàm nói, Tống Chiết Hàm đúng là hiểu tôi, không như tôi, đã hợp tác với cậu hai lần rồi mà tôi vẫn không hiểu được cậu, Tống Chiết Hàm vô tội đáp, tôi không hiểu ý của thầy đoàn là như thế nào, đoàn hạo nghiêm cười nhạt hai tiếng, mọi người hơi ngơ ra, chỉ có Diệp Lạc Giao là hiểu, vậy là trong nửa ngày sống chung với nhau, đoàn hạo nghiêm cũng phát hiện ra Tống Chiết Hàm là một con sói đội lốt cừu à, Tần Diệu tán thành nghĩ, đúng vậy, chỉ không biết là đoàn hạo nghiêm đã phát hiện được bao nhiêu rồi thôi, nhưng thấy bộ dáng của Tống Chiết Hàm như kiểu không định che giấu, chắc cũng sẽ không giấu được quá lâu. Bữa sáng đã ăn được một nửa, Diệp Lạc Giao mới nhớ ra hôm nay cậu chưa xem tài khoản phụ Weibo của Tống Chiết Hàm, vừa mở ra đã thấy bài đăng. Sau khi Kappa đi rồi, không khí cũng trở nên trong lành hơn, dòng trạng thái này nhìn thì bình thường. Không có vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề là bức ảnh đính kèm, Diệp Lạc Giao hốt hoảng nghĩ, Tống Chiết Hàm anh thật sự không muốn giả vờ nữa hả? Ai dạy anh đăng ngay tấm hình bữa sáng chúng ta đang ăn thế này hả? Góc chụp thế này, chỉ cần là cộng đồng mạng đang ngồi xem livestream nhìn thấy kết hợp với chỗ ngồi của chúng ta, lập tức có thể phát hiện câu xử chính là nick clon của anh đấy. Anh thật sự không định che giấu cái tài khoản phụ này thật à? Tần Diệu nghe vậy thì nhíu mày. Sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm được tài khoản phụ của Tống Chiết Hàm. Tống Chiết Hàm không chỉ đăng tấm hình bữa sáng ban nãy bọn họ vừa ăn, thậm chí lúc 4 giờ sáng anh ta còn đăng tấm hình chụp lều vải của Lục Bác và Đoàn Hạo Nghiêm, còn kèm theo một dòng trạng thái. Tôi nghĩ bây giờ không phải đang là giữa hè sao? Tại sao còn có động vật hơn nửa đêm phát tình nữa nhỉ? Bài đang có 3 bình luận, Tần Diệu căng thẳng nhấn vào xem. Vẫn ổn vẫn ổn, tất cả đều là Tống Chiết Hàm làm nhảm một mình, tôi chỉ muốn làm ấm tay cho cậu. Các ba cậu nói thế bản thân cậu có tin không? Vậy tôi sẽ nói năm nay tôi mới tròn 18, nửa đêm không ngủ mà ở trong lều cưỡng ép quấy rầy người dân, liệu oán khí của tôi có nặng hơn cả ma quỷ. Ngày mai có thể khiến các ba cút đi không? Tần Diệu bật cười, bên kia Diệp Lạc Dao vui vẻ nghĩ, không hổ là câu xử, lực công kích thật sự rất mạnh, tuy nói mấy dòng trạng thái này của Tống Chiết Hàm quá lộ liễu, chỉ cần đào ra một chút là cái clon này của anh ta xem như tiêu nhưng cũng may tài khoản phụ này của tống chiết hàm thật sự không nổi tiếng gì cả fan cũng không có mấy người chỉ có tài khoản phụ của mình ôi còn có những người khác chịu nhấn theo dõi anh ta à mấy cái tài khoản weibo này ngay cả hình đại diện cũng không có nhìn giống y hệt nickron hoắc yến tần rượu trầm mặc nếu đổi hình đại diện rồi còn đi nhấn theo dõi lỡ bị lộ thì sao bọn họ phải thật cẩn thận chứ ăn sáng xong các khách mời lên đường đến địa điểm khác họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thảo nguyên cho đến tận ngày quay hình cuối cùng, bọn họ mới trở về chỗ lều vài ngày đầu tiên bọn họ đến, bữa tối vẫn là Chu Tử kiện chuẩn bị. Vừa ngồi vào bàn, đạo diễn liền tiến đến nói, là thế này, tối hôm nay tập đầu tiên cùng nhau đi du lịch của chúng ta sẽ được chiếu trên các nền tảng, cho nên tối hôm nay chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một màn hình lớn cho mọi người, mọi người có thể vừa xem chương trình vừa ăn lẩu, đồng thời, cũng cần mọi người chơi một trò chơi nhỏ. Đoàn Hạo Nghiêm Nghi hoặc hỏi, trò chơi gì vậy? Nghe đến chữ trò chơi, các khách mời của tập đầu tiên đều tò mò đồng loạt quay đầu nhìn chu tử kiện tống chiết hàm hưng phấn nói chắc trò chơi đó không giống như đợt tập đầu tiên đâu ha người xem livestream cũng vô cùng kích động tập này nếu mà còn chơi nói thật và mạo hiểm nữa chắc mọi người sẽ chĩa mũi tên về phía đôi tình nhân duy nhất kia nhỉ đừng nói nữa tôi chỉ tưởng tượng chút thôi mà đã kích động rồi trời mới biết lúc trước tôi không thích chu tử kiện với văn tương nguyệt đến mức nào đâu nhưng nhờ chương trình tập này mà tôi lại trèo cái thuyền cổ phiếu này đến điên luôn nghe lời tống chiết hàm chu tử kiện toát mồ hôi văn tương nguyệt bên cạnh liền an ủi anh đừng căng thẳng quá chu tử kiện gạt mồ hôi nói ừ anh không căng thẳng anh chỉ sợ tổ đạo diễn đột nhiên cho chúng ta một niềm vui bất ngờ gì đó văn tương nguyệt hỏi ví dụ như chu tử kiện nhỏ giọng đáp ví dụ như mời văn hoài đến đây văn tương nguyệt nghe vậy trầm mặt hay là anh đừng nói gì nữa cả lỡ như tổ sản xuất thật sự nghe theo sáng kiến đó của anh thì sao mọi người xung quanh hóng theo nghe hết mọi chuyện tống chiết hàm nhìn diệp lạc giao nói đừng nói nữa tôi cũng rất mong đợi đó cậu thì sao diệp lạc giao vô cùng đồng ý nghĩ ai lại không thích thấy tu la chàng chứ đây còn là tu la chàng giữa cha và con nữa mọi người liền nhìn sang tần diệu tần diệu nhìn sang đạo diễn nói đừng có thừa nước đục thả câu đạo diễn rén ngang vội nói trò chơi nhỏ lần này của chúng ta không khó cũng không có ư ừ thì kích thích như mọi người nghĩ diệp lạc giao nghe vậy liền hụt hãng chu tử kiện nghiến răng nói lạc giao có vẻ cậu tiếc lắm nhỉ diệp lạc giao liền đáp không có không có anh chu anh hiểu lầm rồi em thật sự không muốn nhiều chuyện à ừm trong lòng hoảng loạn nghĩ mình thật sự muốn như vậy, tại sao mình lại nói ra hết lời trong lòng vậy chứ? Diệp Lạc sao nhìn Văn Tương Nguyệt cầu cứu. "Chị dâu, chị quản lý anh Chu đi." Văn Tương Nguyệt liếc mắt nhìn Chu Tử Kiện nói, "Anh đừng dọa nhạc dao." Chu Tử Kiện lập tức oất ức, "Anh có làm gì đâu, chưa kể, anh của cậu ta còn ở đây, sao anh dám chứ?" Thấy chủ đề đi có hơi xa rồi, đạo diễn nhanh chóng nói, "Được rồi, được rồi, nói tiếp về trò chơi của chúng ta một chút." Weibo gửi đến một cuộc so tài. Quy tắc rất đơn giản, Lát nữa Weibo chính thức của tổ sản xuất sẽ đăng video chương trình chúng ta lên Weibo, mọi người chỉ cần chia sẻ nó. Khách mời nào chia sẻ đầu tiên, chúng tôi sẽ tặng khách mời đó một đặc quyền. Nghe đến đây, Chu Tử Kiện mới hoàn toàn yên tâm. Dọa tôi sợ trách khiếp, tôi còn tưởng chuyện lớn thế nào. Lê Tư Viễn liền hỏi, vậy thì đó là đặc quyền gì? Đạo diễn hào hứng nói, đặc quyền được quyết định ai sẽ là khách mời tiếp theo. Diệp Lạc Giao ngạc nhiên quay đầu nhìn Tần Diệu, chẳng lẽ cuối cùng tổng giám đốc Tần đây đã nhận ra được vận khí của mình cực kém? nên quyết định giao tất cả cho số mệnh sao tần diệu trầm mặc nghĩ cho dù mình có chọn thế nào cũng sẽ chọn ra được nghệ sĩ nổi tiếng sắp có scandal hoặc sẽ gặp scandal đầy xuất sắc vậy thì cứ để các khách mời quyết định một lần vậy chắc vận khí của mọi người sẽ không kém như mình đâu nhỉ tống chiết hàm liền nói nếu nói như vậy nghĩa là nếu tôi là người chia sẻ đầu tiên tôi sẽ có thể mời văn hoài đúng không chu tử kiện đau khổ nói tiểu tống cậu tôi nhìn lầm cậu rồi thì ra đây mới là bộ mặt thật của cậu lê tư viễn tiếp lời ngay giờ anh mới nhìn ra à anh ấy còn chưa nói hết câu ánh mắt như đao của tống chiết hàm đã chuyển sang lê tu viễn liền nín chu tử kiện ngơ ngác hả à, sao không nói hết câu vậy diệp lạc dao thấy vậy liền vui vẻ lê tư viễn không dám nói hết câu ha quả nhiên xem ra chỉ cần bên cạnh tống chiết hàm tương đối lâu mọi người đều sẽ nhìn ra được con người thật của tống chiết hàm bảo sao tống chiết hàm không muốn giấu dếm con chỉ có lưu nghiên mới là người thật sự không hiểu gì đạo diễn lúc này lên tiếng đúng như thầy tống đã nói chỉ cần là người mà mọi người muốn Tổ sản xuất chúng tôi sẽ cố gắng mời, nhưng đối phương có tham gia hay không phải theo ý muốn của bọn họ nữa." Chu Tử Kiện liền héo, Văn Tương Nguyệt an ủi, "Không sao đâu, lúc em tham gia chương trình này tổ chương trình cũng đã mời Văn Hoài, nhưng lúc đó nó đã từ chối rồi." Chu Tử Kiện vui vẻ nói, "Thật hả? Sao giờ em mới nói với anh?" Văn Tương Nguyệt đáp lời, "Không phải vì em sợ anh lo lắng sao, vậy nên bây giờ anh không cần lo lắng." Chu Tử Kiện nghe vậy hào hứng nói, "Được, vậy anh nhất định phải có được vị trí đầu tiên." Diệp Lạc Dao sung sướng nghĩ, ha ha nhưng mà anh chu có nghĩ đến chuyện tập trước không tham gia là chuyện của tập trước lỡ như văn hoài cảm thấy chương trình tập 2 rất thú vị nên anh ta muốn đến trong tập 3 không hơn nữa tổ đạo diễn đã nói rồi chỉ là một vị khách mời lỡ như tổ sản xuất vẫn giống như tập 1, mời hai vị khách mời thì sao nhìn thấy các khách mời đều chuẩn bị xong đạo diễn mới vẫy tay với nhóm tuyên truyền chuẩn bị đăng rát nhanh bảng xếp hạng đã xuất hiện diệp lạc Giao xếp hạng 3, hạng 2 là tần diệu hạng nhất là một avatar nhìn hơi quen diệp lạc Giao nghi hoặc nghĩ xem ra không phải mình rồi cũng không phải tổng giám đốc tần hình cái đầu này cũng không phải là anh hai nhưng mà nhìn rất quen lúc này đạo diễn thông báo người hạng nhất là câu sử. lời vừa dứt ba người diệp lạc giao hoắc yến tần diệu đều khiếp sợ trong lòng diệp lạc giao trực tiếp hét lên câu xử tống chết hàm anh dùng clon để tuyên truyền trên weibo anh không muốn sống nữa à không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh lưu nghiên ngơ ngác hỏi câu xử weibo của chúng ta ở đây đều phải để tên thật chứ hà đạo diễn gật đầu thầm nghĩ làm gì có nghệ sĩ nào không dùng tên của mình để làm tài khoản Weibo chứ, nhưng cái tên câu xử này. Nghe hơi quen quen nhỉ, Văn Tương Nguyệt liền nói, có phải là tài khoản mạng nào đó không? Dù sao bọn họ vẫn còn đang livestream mà, có khi là một người nào đó nhằm chán muốn tham gia cùng bọn họ, Diệp Lạc sao cảm thán, làm gì có khả năng đó. Lê Tư Viễn ngây thơ nói, là tên ngốc nào lấy tên nghe hay thế kia nhỉ, người xem cũng bình luận. Ha ha đừng nói nữa, cái tên này đúng là đặc biệt có một không hai, tôi nhớ con chó nhà Tống Chết Hàm, hình như cũng tên như vậy nhỉ đúng đó ha ha tống chiết hàm nói cái tên này rất ý nghĩa cho nên đặt làm tên cho chó nhà anh ta là câu sử diệp lạc giao thầm mặc niệm cho lê tư viễn lê tư viễn hay là anh bớt nói lại một hai câu đi anh không sợ lát nữa tống chiết hàm sẽ trực tiếp đảo hố trôn anh à tân diệu thì hơi bị nhứt đầu coi bộ tống chiết hàm không định giấu nick lon nữa mà bên kia tống chiết hàm cầm điện thoại vẻ mặt nặng nề diệp lạc giao quan sát kỹ tống chiết hàm nghĩ còn cười trộm nữa chứ tống chiết hàm được 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 khẳng định luôn tên nhóc anh không phải là vô ý mà là cố tình làm thế. Tần Diệu cùng Hoắc Yến nhìn theo nghĩ, biết ngay mà, Tống Chiết Hàm sao có thể phạm phải sai lầm vớ vẩn này được. Anh ta cố ý, cho nên vẻ mặt nặng nề của anh ta là diễn cho mọi người xem bình luận nhanh chóng phát hiện bất thường nói. Khoan khoan, trước hết chúng ta đừng cười đã, mọi người mau nhìn biểu cảm của Diệp Lạc sao kìa. Bình thường không phải khi có chuyện gì thì cậu ta đều sẽ là người cười vui vẻ nhất sao, sao tối nay cậu ta không cười, chắc không phải đâu, mọi người nhìn đi. Không chỉ có mỗi cậu ấy không cười, Tần Diệu và Hoắc Yến cũng không cười, ba người bọn họ đều không cười. Chẳng lẽ tài khoản phụ này có liên quan đến ba người bọn họ? Nhìn bộ dạng căng thẳng của Diệp Lạc Giao kìa, tôi xem livestream rất lâu rồi, chưa từng thấy cậu ta biểu cảm như này, không được, tôi có hơi tò mò, Weibo này vẫn chưa xóa đúng không? Tôi phải xem trang chủ bên đó một chút. Đạo diễn liền nói tiếp tài khoản phụ này giống như là anti fan vậy, dòng trạng thái mới nhất toàn là mấy lời chửi bới. Xem ra cái tài khoản này là của người trên mạng rồi, vậy thì loại tài khoản này ra, vậy người đứng nhất là Tần, khoan đã Tống chiết hàm bỗng lên tiếng cắt lời đạo diễn đạo diễn sửng sốt hỏi có vấn đề gì sao diệp lạc giao liền nghĩ chắc không đâu câu xử anh thật sự định làm người sói tự bạo hả giây sau mọi người đã nghe tống triết hàm nói đạo diễn vừa nãy ông cũng không có quy định chúng tôi nhất định phải dùng tài khoản weibo chính thức để chia sẻ mà phải không đạo diễn ngơ người nói đúng vậy chúng tôi không có quy định này nghe vậy tống chiết hàm ra vẻ hối hận nói vậy cũng không còn cách nào chỉ trách tôi tôi không cẩn thận dùng sai tài khoản câu xử là tài khoản phụ của tôi lời vừa dứt tất cả đều yên tĩnh diệp lạc sao nhìn tần diệu đầu tiên tần diệu nhắm chặt hai mắt diệp lạc sao thật sự không nhịn được mà bật cười có vài người nhìn thì tưởng là ngủ rồi thật ra là đang giả vờ ngủ mà thôi tần diệu trầm mặc giả chết hoắc yến hả hê cười trong lòng lê tư viễn sửng sốt nói khoan đã ý của cậu là tống chiết hàm liếc nhìn anh ta nói đúng vậy tôi chính là tên ngốc trong miệng của anh đó vừa nãy anh còn khen cái tên này của tôi nghe hay nữa diệp lạc sao cười sung sướng nghĩ ha 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 Lê Tư Viễn, tôi đã kêu anh bớt nói một hai câu rồi. Lê Tư Viễn hít sau nói, vậy cậu có mắng ai trong nhóm chúng ta trên Weibo không? Tống Chiết Hàm thản nhiên đáp, đương nhiên, yên tâm. Tôi đây thích nhất là công bằng, mọi người đều có, những khách mời khác trầm mặc nghĩ, tôi cảm ơn nhé. Diệp Lạc Giao nín cười suýt ngất, được rồi, chắc chắn luôn. Cái tên câu xử nhà anh ta muốn sống thật với con người của mình, Tống Chiết Hàm nói tiếp, vậy nên bây giờ đạo diễn có thể tuyên bố tôi là người đứng nhất rồi nhỉ? Đạo diễn đổ mồ hôi nghĩ, cuối cùng mình cũng nhớ ra mình đã nghe đến cái tên câu xử ở đâu rồi trước đó lúc bọn họ họp với nhau tần diệu có nhắc đến mà lúc đó tần diệu nói thế nào nhỉ nói nghi ngờ đây là tài khoản phụ của tống chiết hàm không biết khi nào cái tài khoản phụ này của tống chiết hàm sẽ bị cộng đồng mạng moi ra được cho nên mọi người phải để ý thậm chí sau đó tần diệu còn đặc biệt họp với nhóm quan hệ công chúng một lần nội dung nói chuyện hình như là giải quyết gấp khi tài khoản phụ này bị lộ ra vậy mà tại sao mình lại không nhớ ra lập tức chứ trời ơi đạo diễn đau khổ nói chúng tôi cũng không quy định khách mời dùng tài khoản nào để chia sẻ. Vậy, tôi tuyên bố, người chia sẻ Weibo đầu tiên chính là Tống Chiết Hàm. Lời vừa dứt, Tống Chiết Hàm không vui nói, mọi người không chúc mừng tôi chút nào sao. Diệp Lạc Giao cảm thán, làm sao bọn họ dám chứ? Anh không thấy bây giờ mọi người đều đang lướt xem nội dung trong tài khoản phụ của anh à? Anh nhìn anh Chu kia kìa. Chán anh Chu đổ đầy mồ hôi lạnh rồi. Uầy, nhưng mà anh hai tôi và Tổng Giám Đốc Tần lại rất bình tĩnh. Diệp Lạc dao đành lên tiếng, tốt quá, chúc mừng mọi người lúc này mới ngơ ngác chúc mừng theo. Tống Chiết Hàm lúc này mơi cười nói, vậy đến lúc đó tôi sẽ gửi tên người tôi muốn mời cho đạo diễn nhé, bây giờ chúng ta phải ăn lẩu nhỉ. Dù sao nếu giờ tôi mà không ăn, lát nữa người đại diện gọi điện thoại đến tôi sẽ không còn thời gian ăn nữa. Diệp Lạc sao mỉm cười nghĩ, vậy thì trách ai chứ? Ai bảo anh muốn trực tiếp công khai ngay trên livestream có nhiều người xem như vậy hả? Nhưng làm phiền anh khéo léo một chút đi, chờ Tống Chiết Hàm đột nhiên đến gần nói. Diệp Lạc sao? Cậu cười cái gì? Diệp Lạc sao hắng giọng một cái không có gì cậu cười vì lát nữa tôi sẽ bị mắng chứ gì cậu đành đáp lời anh biết rồi còn hỏi nghe vậy tống chiết hàm bật cười nói chúng ta ăn lẩu thôi nếu còn không ăn đáy nồi sẽ khét mất hoác yến hùa theo ăn lẩu thôi tân diệu cũng nói có thể bỏ thịt dê vào rồi nhưng không ngờ lúc này đoàn hạo nghiêm lại đột nhiên lên tiếng nhưng mà tống chiết hàm vậy lúc trước khi cậu hợp tác với tôi những lời cậu nói đều là lừa hả mọi người lập tức hóng tống chiết hàm vui vẻ thừa nhận đoàn hạo nghiêm bi thường nói vậy cậu cũng không thể mắng tôi như vậy mặc dù con người tôi đúng là yêu đương rất mù quáng thật nhưng cậu cũng không thể nói quá đáng như vậy chứ còn nữa virus zombie có bùng phát thật tôi chắc chắn cũng sẽ bị ăn sao có thể sẽ có một con zombie chê tôi như vậy mà không ăn được giải thích xíu ý là zombie thường ăn não người mà não đoàn hạo nghiêm toàn yêu đương nên zombie chê không thèm ăn mọi người liền bật cười lê tư viễn chân thành nói đừng nói nữa mắng chuẩn quá mà chu tử kiện lúc này nghĩ tới chuyện cũ nói vậy chẳng phải tôi cũng bị tống chiết hàm thản nhiên đáp anh Chu, tự anh lướt Weibo của tôi không phải là được rồi sao? Mọi người nhanh chóng cầm điện thoại hóng, Diệp Lạc Dao nhìn quanh cũng vừa xem, Tống Chiết Hàm liền nhìn cậu nói, cậu thì chắc không cần đâu nhỉ? Diệp Lạc Dao biểu cảm cứng đơ nghĩ, không, không thể nào, từ khi nào mà Tống Chiết Hàm biết mình biết tài khoản phụ của anh ta chứ? Tống Chiết Hàm vui vẻ nói, những người khác ngay cả anh hai cậu và hoặc Yến ai cũng bị tôi chửi rồi, chỉ có cậu là tôi chưa chửi. Diệp Lạc Dao trầm mặc, mặc dù biết Tống Chiết Hàm nói sự thật, nhưng mình phải trả lời thế nào đây? Diệp Lạc Giao cố giữ bình tĩnh đáp, không tin. Tống Chiết Hàm chân thành nói, thật đó, con người tôi rất thẳng thắn. Diệp Lạc Giao đồng ý nói, đúng vậy, tài khoản cũ cũng bị lộ rồi, còn ai thẳng thắn hơn được anh? Mọi người trong tay cầm điện thoại, chỉ có một mình Tống Chiết Hàm là ăn vô cùng sung sướng. Lê Tư Viễn giận dỗi hỏi, sao tôi lại bị gọi là tính nóng như kem boy rồi? Tống Chiết Hàm không thèm ngẩng mặt nói, anh thế này không gọi là nóng tính thì thế nào mới gọi là nóng tính hả? Lê Tư Viễn cứng họng. Lưu Nghiên cũng oan ức nói, tôi cũng đâu có bị bệnh công chúa gì đó đâu chứ tống chiết hàm đáp lời ừ chỉ cảm thấy ngủ trong lều vải không an toàn sạch sẽ không ăn rau củ dại cảm thấy chén ở nhà dân du mục bẩn đi bộ không mang được vật nặng phải để người ta giúp còn cần tôi kể tiếp nữa không lưu nghiên lắp bắp nói không không cần chu tử kiện khéo léo nói không nhìn ra nha không ngờ tiểu tống cậu là người xét nét như thế tống chiết hàm nghe vậy thì cười anh chu đang cảm ơn tôi vì đã nhắc nhở anh khóa cửa sao anh nói vậy ý bảo tôi tốt bụng nhỉ diệp lạc giao tán thành nghĩ làm sao có chuyện không tốt bụng được chắc chắn là tốt bụng không khí quay hình giờ phút này đã hoàn toàn dịu lại mặc dù đa số các khách mời ở đây đều bị chửi một lần nhưng góc độ mà tống chiết hàm chửi thật sự rất khó để người ta phản bác mà lúc này phan tống chiết hàm mua thuốc trợ tim uống rồi người xem khác liền hả hay nói tôi đã nói rồi mà tôi phát hiện ra tống chiết hàm còn lâu mới là kiểu người dễ sống chung đúng vậy đúng vậy tuy có mỏ hỗn nhưng mắng không hề sai tống chiết hàm sao anh lại có thể quái lạ đến vậy anh có thể cho tôi mượn cái miệng của anh không? Cũng có một số bộ phận pha nhà khác không vui nói, tống chết hàm này không có vấn đề gì đấy chứ, anh ta nói não của ai giống trái bí thế hả? Anh ta còn mắng cục cưng nhà tôi miệng thối, còn ai có miệng thối như anh hả? Rất nhanh có người phản bác. Gì vậy? Tống chết hàm nói cũng đúng mà, đầu của tục tưng nhà cô thật sự giống trái bí, miệng thối. Tôi nhớ lúc đó anh ta phải diễn cảnh thân mật với người ta nhỉ, có khi nào chính là người hợp tác. Ồ, thì ra là miệng thối theo nghĩa đen hả? Một số người khác liền nói ở sau lưng mắng chửi người hợp tác với mình mà còn tranh luận cái gì hả thật phục đám fan hâm mộ các người rồi tôi không thể hiểu nổi bây giờ tam quan của cộng đồng mạng đều có vấn đề à chẳng lẽ các người vẫn cảm thấy tống chiết hàm làm vậy là đúng hả tống chiết hàm chắc chắn là kẻ nhân phẩm xấu phải cấm sóng ngay đi cộng đồng mạng thích hóng drama nhất thời còn cười vui vẻ hơn các người có cần mở trang cá nhân của bọn tôi ra xem thử không xem xem rốt cuộc bọn tôi có phải là fan hâm mộ của tống chiết hàm không ôi chết rồi để mấy người phát hiện ra rồi thì ra tôi không có đủ Đến giờ tôi cũng đâu có cảm thấy Tống Chiết Hàm làm vậy là đúng đâu, tôi chỉ cảm thấy con người anh ta thật sự rất thẳng thắn, dù sao ở sau lưng tôi cũng hay mắng chửi xếp mình lắm. Đúng đó, bây giờ áp lực của ai cũng lớn, lâu lâu tôi cũng không được mắng chửi vài câu à, hơn nữa mấy lời mắng chửi này của Tống Chiết Hàm cũng đâu có bóp méo sự thật đâu. Anh ta cũng dựa vào sự thật để mắng đây chứ, fan hâm mộ các người đừng vội, fan hâm mộ của Tống Chiết Hàm còn chưa cuống lên kìa. Thiệt ra fan hâm mộ chết lặng rồi, họ cần thời gian tiếp thu, mà lúc này tống chiết hàm quả nhiên bị quản lý gọi diệp lạc giao thành tâm nghĩ chúc anh may mắn tôi sẽ mặc niệm cho anh tống chiết hàm vẫn thản nhiên cầm điện thoại rời đi nói vừa hay bây giờ tôi ăn no rồi mọi người cứ ăn tiếp đi tôi đi nghe chửi đây diệp lạc giao hoài nghi nghĩ chẳng lẽ scandal này của tống chiết hàm không có ảnh hưởng gì quá lớn cậu vừa mở điện thoại lên tìm kiếm liền thấy tiêu đề tống chiết hàm xin lỗi diệp lạc giao ngạc nhiên Hả? tống chiết hàm xin lỗi không thể nào đây là tống chiết hàm mà mình biết sao Hoắc Yến và Tần Diệu cũng lập tức cầm điện thoại di động lên, Diệp Lạc Dao liền nghĩ, mình đã nói mà, câu xử sao có thể xin lỗi được. Trên điện thoại di động chính là đoạn video Tống Chiết Hàm xin lỗi vừa được đăng lên, Tống Chiết Hàm vô cùng chân thành nói, "Xin lỗi, tôi thừa nhận trước đó tôi nói chuyện quá thiếu cân nhắc. Tôi xin lỗi đến tất cả những người đã hợp tác với tôi đã bị tôi xúc phạm trước đó, nếu mọi người đều cảm thấy tôi chửi bới sau lưng người ta là quá thiếu đạo đức, vậy sau này tôi sẽ tranh thủ chửi luôn trước mặt người ta." Cuối video là nụ cười chân thành của cậu ta, Tần Diệu Hoắc Yến trầm mặc khoan, hay lắm, chửi luôn trước mặt, không hổ là câu xử dám làm dám chịu. Mọi người thấy vậy cũng rối rít cầm điện thoại lên xem, Lê Tư Viễn liền nói, cái này mà Tống Chiết Hàm cũng gọi là công khai xin lỗi hả? Trên khu bình luận cũng có fan hâm mộ mấy nhà khác bình luận y như anh ta nói, thế này mà cũng gọi là xin lỗi hả? Câu xử trả lời, ý cậu là tôi chưa nói xin lỗi hả? Fan liền đáp trả, cái này gọi là xin lỗi à, một chút chân thành cũng không có. Câu xử đáp lời, vậy tôi xin lỗi lại lần nữa, thật xin lỗi. Đây là phiên bản chân thành, bây giờ cậu cảm nhận được sự chân thành của tôi chưa fan hâm mộ các nhà khác đều bị tức học máu lần nữa fan hóng drama thì vui vẻ thậm chí còn dặn bọn họ mắng ác hơn một chút nữa bọn họ thật sự muốn học tập sự tinh hoa của tống chiết hàm nên chẳng quan tâm đến sự sống chết của fan hâm mộ các nhà khác đoàn hạo nghiêm ngập ngừng nói tiểu tống ừm có phải ban nãy cậu ấy vừa mới nhận một cuộc điện thoại không chu tử kiện do dự một rồi nói hay chúng ta đi khuyên cậu ấy đi cũng đâu cần thiết phải ồn ào với cộng đồng mạng chứ rất mệt mỏi diệp lạc giao cực kỳ tán thành gật đầu nói mệt thật đấy còn phải trả lời bình luận của cộng đồng mạng chẳng tha bảo tống chết hàm quay lại đây ngồi đọc bình luận rồi trả lời dù sao bây giờ chúng ta cũng đang livestream mà lời vừa dứt nơi quay hình bỗng yên tĩnh lần nữa mọi người đều nhìn về phía diệp lạc giao bình luận nhanh chóng sôi trào khoan khoan diệp lạc giao cậu có hiểu mình vừa nói gì không vậy Haha ha, trời đất ơi diệp lạc giao quả nhiên là vua drama loại chuyện như đọc bình luận mà cậu cũng nghĩ ra đừng nói nữa tôi thật sự muốn xem tống chết hàm đọc bình luận diệp lạc giao ngơ ngác nghĩ chẳng lẽ ban nãy mình vô tình nói ra lời trong lòng hả hoắc yến thấy nhất nhất cái đầu nghĩ mặc dù đề nghị này của em thật sự rất hay anh cũng muốn hit drama nhưng những lời này để ở trong lòng là được rồi diệp lạc sao sao em lại nói ra chứ hả tần diệu cũng trầm mặc nhưng vẫn nói cách của diệp lạc sao xem ra cũng khá hay làm như vậy tống chiết hàm cũng có thể nhanh chóng trả lời chất vấn của cộng đồng mạng nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của tống chiết hàm một chút lúc này diệp lạc sao vô cùng cảm động nhìn tần diệu nghĩ tổng giám đốc tần thật sự vô cùng cảm ơn anh quả nhiên anh là người tốt nhưng mà tổng giám đốc tần anh muốn để tống chiết hàm đọc bình luận anh ta nhất định sẽ không từ chối đâu nhưng mà tổng giám đốc tần anh đừng lo về chương trình của mình ha lực công kích của tống chiết hàm ừm tần diệu buông xuôi dù sao chuyện này đã xảy ra rồi vậy cứ để nó thuận theo em bình luận nhanh chóng phát hiện bất thường nói tần diệu anh khiến tôi không biết nên nói gì nữa nữa anh cương chịu cậu ta quá đừng nói nữa cậu thật sự đừng nói nữa từ lúc bắt đầu tập một khi anh diệu nói diệp lạc giao là em trai của bạn anh ấy chúng ta đều thấy anh ấy rất chăm sóc diệp lạc giao rồi nhưng anh ruột của diệp lạc giao là hoắc yến ngồi ngay đó mà còn phải cần đến tần diệu anh làm chỗ dựa cho diệp lạc giao hả lê tư viễn nghe vậy hào hứng nói vậy tôi đi gọi tống chiết hàm trở lại lưu nghiên do dự hỏi tống chiết hàm sẽ đến chứ diệp lạc giao thầm nghĩ chắc chắn sẽ đến dù sao chuyện này vừa xảy ra câu xử chỉ mới trả lời một vài bình luận trên mạng mà thôi đánh chữ nhiều sẽ rất mệt có cơ hội trực tiếp lên livestream trả lời như vậy thì sao câu xử lại bỏ qua được chứ hai phút sau Tống Chiết Hàm cùng Lê Tư Viễn bước đến, Tống Chiết Hàm nhìn Diệp Lạc Dao nói, "Chính cậu là người muốn nghe tôi đọc bình luận đúng không?" Diệp Lạc Dao cứ người đáp, "Đúng vậy." Tống Chiết Hàm khẽ cười một tiếng, "Được, vừa hay mọi người cũng có thể phân xử giúp tôi, xem tôi nói có đúng hay không." Diệp Lạc Dao lên tiếng trước tiên, "Được, không thành vấn đề." Tần Diệu quay đầu nhìn Hoắc Yến ý nói, "Anh quản em trai anh đi." Hoắc Yến quay đi trốn tránh, "Thôi kệ đi vậy, chuyện đã phát triển thành như vậy rồi, mình còn có thể ngăn cản Diệp Lạc Dao đi phân xử sao?" cứ để diệp lạc sao làm gì thì làm dù sao trời có sập nhà bọn họ vẫn có thể bảo vệ được cho cậu tống chiết hàm cầm điện thoại lên nói được vậy tôi sẽ trực tiếp trả lời ở đây nhé người bạn này ghi là tôi đã cảm thấy tống chiết hàm này không phải thứ gì tốt đẹp từ lâu rồi mọi người xem thế này không phải là bị nghiệp quật rồi sao tống chiết hàm hơi nhíu mày trước bình luận này thậm chí còn cười vừa nãy tôi có xem thử trang cá nhân của người này tôi cảm thấy so với idol của cô thì thật sự đáng xấu hổ dù sao idol của cô toàn lén uống rượu hút thuốc lần nào tụ tập cũng phải có phụ nữ tính ra tôi cũng xem như là đàng hoàng rồi Diệp Lạc Giao liền hỏi ai đồ nào vậy Tống Chiết hàm nghiêng điện thoại cho cậu xem Diệp Lạc Giao cảm thán thì ra là người này tên này không phải kẻ lúc trước bị lộ chuyện hẹn hò với mấy người đẹp ở club sao nhưng chuyện này cũng đã qua một khoảng thời gian rồi gã ta còn người hâm mộ nữa à quả nhiên Giang Cư Mẫn rất nhanh đã tìm ra thông tin nói không phải chứ anh nhà các người không phải đã bị còng chết luôn rồi sao tôi nhớ hình như bởi vì chuyện này bị lộ ra Mấy công ty mà gã ta làm đại diện thương hiệu đều hủy hợp đồng hết rồi nhỉ, bây giờ cũng đã bị cấm sóng rồi ấy chứ, em gái nhỏ à. Nghe chị khuyên một câu, nghệ sĩ kiểu này thật sự không đáng, kết quả là không ngờ đến, chưa đầy mấy phút chỉ thấy tài khoản kia đã xóa đi bình luận của mình. Trong nháy mắt cộng đồng mạng hóng drama đã vui vẻ, "Ôi, sao lại xóa bình luận thế?" Nhưng mà đề nghị của tôi là thật lòng đó, chị em gái kia nghe tôi khuyên nên chắc đã vội vàng đổi làm fan của nghệ sĩ khác rồi ha. Tống Chí Hàm vẫn tiếp tục đọc bình luận. Ai công kích nhân phẩm cậu cậu liền đáp vừa cấm nói luôn con người tôi là vậy đấy tư chất bình thường gặp mạnh địch mạnh xuôi chưa bây giờ cậu bị cấm nói không mắng tôi được nữa tức chết nhỉ một cư dân mạng thấy vậy liền nói đột nhiên tôi cảm thấy tống chiết hàm nói cũng có lý dù sao thì không có lửa làm sao có khó chứ tống chiết hàm thấy bình luận này trực tiếp cười nói đúng vậy cậu xem tôi cũng chưa từng mắng diệp lạc giao đúng không con người cậu ấy vừa thẳng thắn còn chân thành diệp lạc giao trầm mặc cũng đâu cần kéo tôi vào làm ví dụ ngoại lệ chứ Tần Diệu và Hoắc Yến ở một bên gào thét trong lòng. Bây giờ em đã hiểu cảm giác khi bị người ta kéo vào làm ví dụ là như thế nào rồi à? Một fan hóng drama hỏi. Câu xử, hỏi anh một vấn đề nhé. Anh cảm thấy tôi đẹp hay bạn tôi đẹp? Bình luận này thậm chí còn đính kèm thêm hai tấm hình. Tống chiếc hàm sắc bén bình luận, xấu đều. Người tiếp theo, người kia bình luận trả lời. Qua, không hổ là thầy xử. Được anh nói như vậy khiến tôi cảm thấy cả người thư thái. Cảm ơn thầy câu xử, mọi người liền vui vẻ cười. Vãi đạn cậu đừng để anh ta mắng sảng khoái như vậy, cứu tôi với. Tôi thật sự không chịu nổi mấy người, Chu Tử Kiện kinh ngạc nói, vậy là không có ai mắng cậu hết à. Tống Chiết Hàm liếc mắt nhìn anh ấy một cái, hình như anh rất thất vọng nhỉ, Chu Tử Kiện vội vàng lắc đầu, không không, tôi không có ý này, Lê Tư Viễn cũng cảm thán lướt nhìn khu bình luận, không ngờ chỉ mới đọc một bình luận, mà bây giờ dư luận đã xoay chiều rồi, vậy có phải tôi cũng có thể, Diệp Lạc sao không do dự nghĩ, đừng có mơ, anh không học được đâu, cái khả năng độc miệng này của tống chiết hàm trăm năm mới có một đó tống chiết hàm cũng không chút lưu tình loại người nóng này bất thường như anh thì thôi quên đi tôi sợ anh không có chỗ nào chút giận sẽ đập bể màn hình của mình diệp lạc sao bật cười nghĩ đúng trọng tâm rồi gãi đúng chỗ ngứa lê tư viễn nhìn diệp lạc sao nói tôi cũng đâu phải người nhỏ nhen lắm đâu nhỉ tống chiết hàm liếc nhìn anh ấy một cái nói xem kìa anh mới thế mà đã tức giận rồi lê tư viễn nín liền cái thế nào được kết quả câu chuyện là hàng loạt lời xin chân thành xin hãy ban cho tôi cái miệng giống y hệt tống chiết hàm lần sau có chửi ai tôi sẽ đến lướt weibo của câu sử đại nhân phan tống chiết hàm bình luận câu sử yên tâm bay cao có chuyện gì thì tự mình gánh cộng đồng mạng thấy vậy cũng không nhịn được cười phan hâm mộ các người đón nhận con người mới của tống chiết hàm nhanh vậy à phan hâm mộ của tống chiết hàm trả lời không nhìn thấy bọn tôi gọi anh ấy là câu sử à sau này ở trước mặt người ngoài thì chúng tôi là fan hâm mộ của tống chiết hàm còn ở trong nội bộ bọn tôi sẽ là fan hâm mộ của câu sử fan đi theo idol có chuyện gì câu xử sẽ có trọng trách gánh cho bọn tôi. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.